Rịa Vũng Tàu xin kính chào cô chú anh chị. Em là Điền đây. Và hiện tại trước mặt cô chú anh chị đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 8 mét anh chị. Và có vỉa hè luôn. Là hơn 8 mét cộng cả vỉa hè. À, hiện tại em Điền đang đứng ở đây là ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa và thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Và trước mặt anh chị đây là cái đường đi ra, mình tới đây nè, mình có ngã ba, mình rẽ bên tay trái mình á, mình sẽ ra đường là Nguyễn Văn Cừ và cũng như là đi ra Võ Văn Kiệt luôn anh chị. Võ Văn Kiệt là cái đường của thành phố á, lộn, của bệnh viện Bà Rịa anh chị. Và đất mình cách cái bệnh viện Bà Rịa thì khoảng vài trăm mét thôi anh chị. Đó là cái đường Nguyễn Văn Cừ đó, mình sẽ đi ra thông ra lại quốc lộ 55 anh chị, và cũng như đi biển thành phố Vũng Tàu cũng được. Như anh chị biết thì thành phố Bà Rịa thì dân cư như thế nào rồi, rất là đông. Rồi phía sau anh chị đây là đường này sẽ là thông nha anh chị, quy hoạch sẽ là thông. Đi ra đây là có một cái con đường chắn ngang vậy nè, và mình đi ra là đường Võ Văn Kiệt, đó là đường đó đi ra bệnh viện Bà Rịa anh chị. Quy hoạch này đang làm, có nghĩa là đang làm, tới đây là ngưng chưa làm chứ không phải không làm nha anh chị. Và em Điền sẽ giới thiệu với anh chị, cô chú anh chị là một lô đất có diện tích là ngang là 6 mét đây anh chị. Đất mình là có cái ranh này, nói chung là chủ lâu quá không ghé thăm đất này cũng không có dọn dẹp được nên là cỏ mọc hơi nhiều đó. Từ bên cái trụ đó qua bên trụ ngã này nè anh chị, đây anh chị có thể thấy đây, cái trụ ngã đây là 6 mét và sâu 22, và đất mình là nở hậu 6m8 nha anh chị, và có sẵn là đất ở là 80m, 80m đất ở thổ cư. Rồi từ vị trí của em Điền đứng đây mà đi ra biển thành phố Vũng Tàu thì khoảng là 30 phút đi đường anh chị ạ. Và từ đây ra mà đi ra đường Võ Văn Kiệt này, mình đi thành phố thì thành phố Hồ Chí Minh anh chị, thì khoảng đâu đó là 1 tiếng rưỡi thôi đi đường cao tốc anh chị ạ. À, và như anh chị cũng đã biết là ở thành phố thì là được gọi là cái nền kinh tế rất là mạnh, và gọi là nằm trung tâm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, dưới này thì đa số là du lịch biển Vũng Tàu. Và trong Bà Rịa, thành phố Bà Rịa mình thì gồm có siêu thị và chợ đò rất là lớn, và bệnh viện, trường học, nói chung là chỗ này thì thành phố mà, nên là cái tiện ích tiện nghi thì đầy đủ, không thiếu một bất cứ cái gì. Gia chủ mình đang kêu bán miếng đất này á, là giá là 2.9 tỷ anh chị, 2.9 tỷ, 2.9 tỷ hết lô nha anh chị, ngang là 6 mét, có tổng diện tích là 139 m2 anh chị ạ, 139 m2, và có là mình tính ra đâu đó là một giá tiền là 1 m2 là khoảng đâu đó là 20 triệu 1 m2 anh chị, 20 triệu gần 21 triệu anh chị. Rồi, 21 gần 21 triệu mét vuông mà nằm ngay khu gọi là khu trung tâm của thành phố Bà Rịa cũng như là trung tâm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây thì nền kinh tế rất là tốt và kinh doanh cũng tốt, là phát triển anh chị. Rồi em Điền xin dừng clip tại đây. Anh chị có quan tâm bất động sản này thì cứ liên hệ em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế cái này. Rồi anh chị nhớ nhấn like và đăng ký kênh của em để ủng hộ em. Rồi hẹn anh chị clip sau. Em xin chào và hẹn gặp lại.